Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Quản lý và Bảo vệ rừng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, toàn tỉnh hiện có khoảng 160.000 ha rừng tự nhiên được quy hoạch là rừng sản xuất. Thời gian qua, do thiếu kinh phí hỗ trợ người dân thực hiện khoanh nuôi bảo vệ, nên những diện tích này vẫn bị khai thác xâm lấn. Từ năm 2019 đến nay, do ngân sách địa phương hạn hẹp nên tỉnh Bắc Cạn không hỗ trợ khoán khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng tự nhiên. Tỉnh chỉ ưu tiên thực hiện giao khoán bảo vệ đối với diện tích rừng phòng hộ. Tuy nhiên, định mức hỗ trợ giao khoán bảo vệ khoanh nuôi rừng theo quy định hiện nay còn thấp so với chi phí thực tế ngày công lao động nghề rừng, nên nhiều hộ dân đã tự ý khai thác, phát rừng để lấy gỗ hoặc trồng rừng mới. Trước những khó khăn này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét cấp kinh phí hàng năm cho tỉnh Bắc Cạn để thực hiện hỗ trợ bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có, đồng thời nâng mức hỗ trợ bảo vệ rừng từ 400.000 đồng một hecta một năm lên 1 triệu đồng một hecta một năm, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên từ 500.000 đồng một hecta một năm lên 1 triệu đồng một hecta một năm. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù diện tích rừng trồng hàng năm trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thế nhưng tỷ lệ diện tích trồng rừng sản xuất và phòng hộ tập trung còn thấp. Thống kê cho thấy tỷ lệ trồng rừng sản xuất và phòng hộ tập trung của tỉnh hiện mới đạt khoảng 60%. Cùng với đó, diện tích trồng rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn hàng năm cũng chưa cao. Chất lượng, trữ lượng, năng suất, giá trị kinh tế của rừng trồng còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện kinh tế của các hộ gia đình còn khó khăn, nhất là về vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Diện tích đất lâm nghiệp được giao bình quân mỗi hộ thấp, trong khi chu kỳ sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng rất dài, trung bình từ 10 đến 15 năm. Mặt khác, kết cấu hạ tầng phát triển lâm nghiệp của tỉnh còn thiếu và yếu, chưa có sự đầu tư về công nghệ. Ngoài ra, việc thiếu gắn kết giữa nhà máy chế biến và người dân cũng khiến việc trồng rừng theo chuỗi liên kết khó thực hiện. Do đó, chưa đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm lâm nghiệp của địa phương. Cùng với việc chú trọng trồng rừng, những năm gần đây công tác chăm sóc rừng trồng được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm. Những ngày vừa qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân đã tập trung đẩy mạnh chăm sóc những diện tích rừng trồng mới, tích cực phát cỏ, phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo trồng rừng đạt kết quả cao. Giúp chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước và có một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Đó là những lợi ích mà gia đình bà Hà Thị Trưng thấy được từ việc phát triển rừng mang lại. Bởi vậy, bên cạnh việc tham gia trồng rừng, bà Trưng còn quan tâm thực hiện thường xuyên việc chăm sóc rừng trồng, nên số diện tích rừng của gia đình bà sinh trưởng và phát triển tốt. Năm ngoái gia đình tôi trồng được 2 hạt A, chủ yếu là cây keo. Thì năm nay tôi vun gốc này, tỉa cành này, chăm cho cây được tốt. Hiện toàn tỉnh có hơn 87.000 ha rừng trồng. Trung bình mỗi năm, người dân trồng được trên 4.000 ha, chủ yếu là quế, keo và mỡ. Để giúp người dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc rừng trồng, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, đặc biệt là đẩy mạnh chăm sóc rừng trồng trong vòng 3 năm đầu, để tỷ lệ thành rừng cũng như sinh khối rừng đạt năng suất cao hơn. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về việc chăm sóc rừng những năm gần đây có nhiều chuyển biến. Trong một đợt khai thác nó lại nảy mầm, mình lại phát cỏ đi chăm bón, phát đi là trồng cây là còn được thu nhập. Trồng rừng này thì là kinh tế là ổn định đấy, tại vì là nó sau 5 năm là đã được thu hoạch rồi. Mỗi lần thu hoạch là cũng phải được tầm mấy chục triệu đấy. Chính quyền các địa phương và ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân về thời vụ chăm sóc rừng, chú ý kiểm tra, phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trừ. Đối với những diện tích mới trồng xong, cần tiến hành trồng rậm nhằm đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt tiêu chuẩn chất lượng. Huyện cũng đã có chỉ đạo cũng như là hướng dẫn là các xã thị trấn là tiếp tục chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng của các cái năm trước, chỉ đạo cho bà con là trồng mới các cái rừng phân tán và trồng rừng sau khai thác. Với sự chỉ đạo quyết liệt cũng như nhiều giải pháp tích cực đồng bộ, người trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các khâu chăm sóc rừng trồng. Nhờ vậy, cây rừng sinh trưởng đều, chắc, khỏe. Trung bình mỗi hectare rừng mang lại giá trị kinh tế từ 100 triệu đồng trở lên. Thời điểm này, trên một số cây lâm nghiệp đang xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại, khiến diện tích rừng bị suy giảm, không phát triển được. Điều này đã tác động không nhỏ đến tâm lý của người dân, cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch trồng rừng hàng năm của các địa phương. Gia đình chị Nguyễn Thị Hứa ở tổ 5, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn hiện đã có hơn 1 hectare diện tích rừng mỡ bị sâu ong gây hại.
Cây còi cọc, lá úa vàng, khô và rụng dần là những hệ quả mà loài sâu này gây ra. Cây chậm lớn ảnh hưởng đến năng suất, khiến chị không khỏi lo lắng. Từ năm ngoái nó bắt đầu vào, thì năm nay là bị nặng. Con sâu nó ấy hết cả cái lá thì trụi trụi đi thì mình mới phát hiện. Nó cứ bắt đầu ăn thì nó có non nó ra rồi thành chùm mới đôi phát hiện. Bây giờ chỗ ong hại thế này thì nó thiệt hại đi nhiều lắm. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay sâu bệnh đang chủ yếu gây hại trên những diện tích rừng hồi, keo và mỡ, với tổng diện tích bị nhiễm lên khoảng hơn 120 ha. Cụ thể, sâu ong gây hại gần 70 ha cây mỡ tại các huyện Bạch Thông, Bắc Nạm, Chợ Mới, Chợ Đồn và thành phố Bắc Cạn. Bệnh thán thư gây hại trên cây hồi tại huyện Chợ Mới với diện tích gần 50 ha. Ngoài ra, trên cây keo, quế, cây thông cũng phát sinh một số sâu bệnh hại như mối, dẹp sáp và bệnh phấn trắng. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân trong tỉnh chủ động thực hiện một số biện pháp phòng trừ nhằm hạn chế sự lây lan của sâu bệnh. Trên địa bàn thì các loại cây lâm nghiệp thì hiện hay bị sâu bệnh. Năm trước thì gây hại rất là lớn, thì xã ốc nào cũng tuyên truyền vận động các hộ dân là thực hiện các biện pháp là phòng trừ bằng cách là bắt thủ công. Chúng tôi cũng đang khuyến cáo là trường hợp là thấy phát hiện sớm thì phải xử lý một cách triệt để, chặt bỏ toàn bộ những cây đấy. Và những diện tích nào mà bị nhiều như thế thì khuyến cáo là luôn canh trồng các loại cây trồng khác. Hàng năm sâu bệnh hại trên một số cây lâm nghiệp đã gây nên những tổn thất không nhỏ cho người trồng rừng, đồng thời làm giảm chất lượng rừng, làm chết cây dẫn đến môi trường suy thoái. Ngoài những diễn biến bất thường của thời tiết thì sự tác động của con người như chặt phá rừng bừa bãi, lạm dụng thuốc trừ sâu cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng xuất hiện và phát dịch của sâu bệnh hại. Do vậy, để phát triển kinh tế rừng bền vững và đảm bảo môi trường sinh thái, ngoài việc tích cực trồng rừng, người dân cũng cần quan tâm chăm sóc và bảo vệ rừng đúng cách. Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đang chú trọng trồng rừng nguyên liệu. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh dự kiến dành trên 305 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển vùng rừng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến gỗ. Trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ gần 152 tỷ đồng, thu hút vốn từ các doanh nghiệp 153 tỷ đồng. Phân vùng trồng cây nguyên liệu, trồng lại rừng sau khai thác, cấp chứng chỉ rừng FSC, chặt tỉa thưa rừng keo, mỡ, thực hiện liên doanh liên kết. Cùng với việc quan tâm hỗ trợ phát triển vùng rừng nguyên liệu phục vụ chế biến gỗ, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh phát triển rừng, nâng cao giá trị, chất lượng gỗ rừng trồng và đảm bảo nhu cầu thiết yếu về gỗ của người dân. Bên cạnh đó, chú trọng thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản, liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ gia đình để trồng rừng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm gỗ rừng trồng trên thị trường trong nước và nước ngoài. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Bắc Cạn sẽ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho 40.000 ha rừng trồng và 80.000 ha rừng sản xuất. Phương án quản lý rừng bền vững là một nguyên tắc, nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả các chủ rừng để quản lý, bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thực trạng tài nguyên rừng, đa dạng sinh học. Do vậy, ngành lâm nghiệp tỉnh đã xác định mục tiêu phạm vi quản lý rừng bền vững trong giai đoạn 2021-2025. Xác định tổng diện tích rừng được bảo vệ, độ che phủ của rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ của rừng, phòng chống sạt lở, xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái. Thông qua việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững sẽ góp phần bảo vệ rừng hiệu quả, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định sinh kế cho người dân. Giống cây lâm nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng rừng trồng. Do vậy, phát triển trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp công nghệ cao là một trong những mục tiêu mà tỉnh Bắc Cạn đang hướng tới. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Cạn sẽ đầu tư xây dựng dự án phát triển trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp công nghệ cao nhằm cung cấp nguồn giống chất lượng cao cho trồng rừng sản xuất, đặc biệt chú trọng đưa công nghệ nuôi cấy mô ứng dụng vào thực tế. Việc đưa trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sẽ tạo nên chuỗi giá trị ngành hàng liên kết hữu cơ từ công đoạn sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng thâm canh, khai thác cho đến khâu chế biến tiêu thụ lâm sản, nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị khán giả, nhắc tới lực lượng kiểm lâm, nhiều người nghĩ rằng chỉ có nam giới mới đảm nhiệm được. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay có nhiều bóng hồng đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng. Mặc dù công việc giữ rừng gian nan, vất vả, thường trực nguy hiểm, song với tình yêu với rừng, các nữ kiểm lâm viên vẫn âm thầm góp sức
giữ gìn màu xanh của đại ngàn. Những chuyến đi tuần rừng, kiểm tra rừng là nhiệm vụ thường xuyên mà chị Nguyễn Thị Hồng Điệp hiện đang công tác tại hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn được giao phó. Mặc dù là nữ, song chị Điệp luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nắm bắt đầy đủ thông tin và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo hạt về công tác bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở. Kiểm lâm nữ thì công tác tuần tra kiểm tra này nhiều lúc là mình cũng so với các anh nam giới là mình không thể bằng được họ. Bởi vì là thứ nhất là về kiểu phụ nữ thì còn phải việc gia đình nữa, đúng không? Đấy, còn công tác tuần tra thì nói chung là đi đâu thì mình vẫn đi được, vẫn thực hiện được. Lực lượng kiểm lâm tỉnh hiện có gần 20 cán bộ kiểm lâm viên là nữ, trung bình mỗi hạt có từ 2 đến 3 người. Với diện tích rừng rộng lớn, địa hình chia cắt, nhiều núi cao, đi lại khó khăn, mỗi kiểm lâm viên phải phụ trách khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, đối với nữ kiểm lâm viên là một thách thức không nhỏ. Khi phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn là nữ, lãnh đạo các hạt cũng chăn trở. Nhưng qua thời gian công tác, nhiều chị em đã chứng tỏ được khả năng làm việc hiệu quả, không thua kém nam giới. Nhờ tình yêu với nghề, sự tận tâm với công việc, các nữ kiểm lâm viên đã tích cực bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn việc xâm hại, khai thác lâm sản trái phép. Trong cái việc tuần tra bảo vệ rừng và trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào ban đêm ấy, bản thân là phụ nữ thì tôi cảm thấy cũng có chút khó khăn. Thế nhưng mà tôi cũng luôn khắc phục mọi khó khăn đấy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm qua, các nữ kiểm lâm viên trên địa bàn tỉnh có tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, cán bộ thôn, tổ tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời vận động nhân dân cùng nhau chung tay giữ rừng. Qua đó, nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng ngày càng nâng cao, góp phần giảm dần tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản rừng trái phép. Ông Lý Văn Thái ở thôn Lủng Kén, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông là một trong những trưởng thôn tiêu biểu trong việc vượt khó, vươn lên làm giàu từ phát triển kinh tế rừng. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh trồng rừng, gia đình ông đã có một khoản thu nhập đáng kể. Những cây rừng xanh mướt, thẳng đều tăm tắp, luôn được cắt tỉa cành thường xuyên này là của gia đình ông Lý Văn Thái. Nhờ am hiểu về cây rừng, nên ông Thái luôn chủ động chăm sóc, đồng thời hàng năm vào vụ trồng rừng. Gia đình ông cũng luôn hoàn thành sớm tiến độ và thực hiện đúng kỹ thuật trồng nhằm đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Về kỹ thuật thì chủ yếu là mình phải đào hố rộng từ 20 đến 30 phân, sâu từ 20 phân trở lên. Trong năm đầu tiên thì chăm sóc từ 3 lần trở lên. Từ bây giờ mình phải đi làm cỏ vun, xong là lên tầm tháng 6 lại mình lại đi phát quang lần nữa. Đến cuối năm lên tầm tháng 9 tháng 10 là phát quang lần nữa. Mới đầu khi bắt tay vào trồng rừng, gia đình ông Thái gặp không ít khó khăn do thiếu vốn và kinh nghiệm trồng rừng. Nhưng nhờ sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm cùng sự đầu tư đúng hướng, nên ông Thái đã từng bước tháo gỡ được khó khăn trước mắt. Ông cũng nhận thức được vấn đề quyết định đến sự thành bại trong sản xuất lâm nghiệp, đó là khâu chọn giống và chăm sóc cây sau khi trồng. Bởi thế ông đã sử dụng giống cây có nguồn gốc rõ ràng và việc trồng rừng được ông thực hiện rất đúng quy trình kỹ thuật nhằm đưa năng suất rừng tăng lên. Đến nay ông Thái đã gắn bó với rừng được hơn 20 năm. Mỗi năm từ việc phát triển kinh tế rừng, gia đình ông có khoản thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng. Trong vai trò là một trưởng thôn, ông Thái còn tích cực vận động người dân trong thôn tham gia trồng rừng để cải thiện cuộc sống. Là trách nhiệm của bản thân là trưởng thôn cũng vận động bà con để trồng sớm. Thứ nhất là trồng sớm thì được cây nó vào mùa nó mưa nhiều và khí hậu nó mát mẻ, cây nó sống nhiều hơn. Chủ yếu ở trong thôn thì bà con thì trồng mớ với quế thì nhiều. Mà phát triển của năm nay thì của thôn thì vượt chỉ tiêu kế hoạch của xã giao cho. Từ hiệu quả kinh tế rừng trồng mang lại, năm 2021, gia đình ông Thái tiếp tục trồng mới 1,2 hectare rừng, chủ yếu là cây mỡ. Nói gương ông, người dân trong thôn Lủng Kén cũng đẩy mạnh trồng rừng với diện tích thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 10 đến 15%. Chuyên mục quản lý và bảo vệ rừng đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.